Căng thẳng giữa Liên minh châu Âu-EU và Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã bước lên một nấc thang mới khi EU đã chính thức tiết lộ phương án cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu từ Nga. Đây được cho là một trong những động thái mạnh mẽ nhất mà tổ chức này đưa ra kể từ khi chiến sự bùng phát. Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen mới đây công bố dự thảo gói trừng phạt thứ 6 mà Liên minh châu EU áp đặt lên Nga kể từ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào hôm 24 tháng 2. Điểm đáng chú ý nhất của gói trừng phạt này là kế hoạch cấm hoàn toàn việc nhập khẩu dầu từ Nga, động thái mạnh mẽ nhất từng được Brussels đề xuất. Chúng tôi đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào dầu của Nga. Điều này sẽ không dễ dàng vì một số quốc gia thành viên đang phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu của Nga, nhưng đơn giản là chúng ta phải làm điều đó. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đề xuất cấm nhập khẩu tất cả dầu từ Nga. Theo đề xuất của EC, việc nhập khẩu dầu thô của Nga sẽ bị cấm ngay trong 6 tháng tới. Trong khi đó, thời hạn cho các sản phẩm lọc dầu là cuối năm 2022. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết Hungary và Slovakia có thể được kéo dài thời hạn tới cuối năm 2023 khi hai quốc gia này phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga khá nhiều. Châu Âu là thị trường chủ chốt của Nga về xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và cũng là khu vực tạo ra nguồn thu ngân sách chủ yếu cho Moscow. Theo Cục Thông tin Năng lượng Mỹ, doanh thu từ xuất nhập khẩu mặt hàng năng lượng chiếm 43% tổng số ngân sách của chính phủ Nga trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Tuy nhiên, việc đảo ngược hàng thập kỷ phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga không phải là vấn đề đơn giản đối với khối 27 quốc gia thành viên này. Trong khi Hungary thẳng thừng bác bỏ, thì Slovakia và Cộng hòa Séc đang tìm kiếm một giai đoạn chuyển tiếp trong nhiều năm bởi đây đều là những nước sử dụng nhiều dầu mỏ của Nga. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ quyết định về các lệnh trừng phạt bao gồm cả dầu mỏ, song cũng muốn có thêm thời gian để tăng công suất cho các tuyến đường ống thay thế. Chúng tôi đang hành động rất tích cực ở các cấp độ khác nhau và đang cố gắng đảm bảo rằng có thể nhận được sự trì hoãn trong 2 hoặc 3 năm và sau đó, tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ gói trừng phạt này. Trên thực tế, bất chấp cảnh báo leo thang căng thẳng từ các chính phủ châu Âu, khí đốt và dầu vẫn tiếp tục chảy vào châu Âu từ Nga. Theo tính toán của các nhà phân tích tại tổ chức tư vấn Bruegel ở Brussels, Liên minh châu Âu đã chuyển 450 triệu đô la Mỹ mỗi ngày để mua dầu của Nga và 400 triệu đô la Mỹ mỗi ngày đối với khí đốt tự nhiên. Điều này có nghĩa là năng lượng vẫn mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho Moscow, bổ sung vào nguồn dự trữ ngoại tệ có thể giúp Nga hỗ trợ đồng rúp và bù đắp một phần thiệt hại do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng đã ký một sắc lệnh về việc đưa ra các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với hành động không thân thiện của một số quốc gia và tổ chức quốc tế. Theo sắc lệnh, một số hàng hóa và nguyên vật liệu thô của Nga có thể bị cấm xuất khẩu tới các cá nhân và công ty trong danh sách trừng phạt. Chính phủ Nga sẽ có 10 ngày để hoàn thiện danh sách này, cũng như đưa ra các điều kiện bổ sung đối với các loại giao dịch có thể bị hạn chế. Các biện pháp ăn miếng trả miếng giữa hai bên được dự đoán sẽ làm cho cuộc xung đột tại Ukraine chưa thể hạ nhiệt một sớm một chiều. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, các quan chức quân sự Ukraine vừa cho biết lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư xung quanh khu vực Mykolaiv và Kherson ở miền nam nước này. Báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nhờ hoạt động thành công của lực lượng phòng thủ Ukraine, quân đội Nga đã mất quyền kiểm soát đối với một số khu định cư gần các khu vực Mykolaiv và Kherson. Nga hiện chưa có bình luận về thông tin này. Giao tranh ác liệt hiện vẫn đang tiếp diễn tại Mariupol, nơi quân đội Nga đang tập trung nỗ lực phong tỏa và tấn công các đơn vị của Ukraine, đang cố thủ trong khu vực nhà máy thép Azovstal. Báo cáo cho hay với sự yểm trợ của máy bay, Nga đã nối lại cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát nhà máy. Phía Nga đồng thời thông báo sẽ ngừng bắn tại khu vực này từ ngày 5 tháng 5 và mở hành lang nhân đạo kéo dài 3 hôm cho dân thường đi di tản. Trước đó, hôm qua, ngày 4 tháng 5, quân đội Nga thông báo đã sử dụng tên lửa phóng từ trên biển và trên không để phá hủy cơ sở phát điện tại 5 ga đường sắt trên khắp Ukraine. Pháo binh và máy bay của Nga cũng tấn công vào các cứ điểm và các kho nhiên liệu đạn dược của quân đội Ukraine. Pháp và Ấn Độ kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine và thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Paris vào tối ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hai nhà lãnh đạo đã tập trung bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine. Phía Pháp đã nhấn mạnh đến hậu quả của cuộc xung đột Nga và Ukraine đối với trật tự quốc tế, với châu Âu và cả châu Á. Thủ tướng Ấn Độ tiếp tục thể hiện quan điểm trung lập, kêu gọi nối lại đối thoại để tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.
Một chủ đề quan trọng khác đã được hai nhà lãnh đạo Pháp và Ấn Độ thảo luận là tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương, đặc biệt là tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Pháp đã đề nghị Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng thay vì quá phụ thuộc vào Nga. Theo các nhà phân tích địa bàn, thành công đối với Tổng thống Emmanuel Macron trong nhiệm kỳ đầu tiên là xây dựng mối quan hệ tin cậy với Ấn Độ. Pháp coi Ấn Độ là đối tác đặc biệt quan trọng để bảo vệ các lợi ích kinh tế chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là sau khi Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro với Pháp và sự kiện Mỹ cùng Anh và Australia lập liên minh quân sự AUKUS hồi tháng 9 năm 2021. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã phát hiện gần 300 trường hợp trẻ em mắc viêm gan cấp tính trên toàn cầu. Hiện nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh này ở trẻ em vẫn chưa được xác định. Các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đang thu thập các báo cáo để đi tìm lời giải về sự gia tăng bí ẩn của các trường hợp viêm gan cấp tính này khi lần đầu tiên được phát hiện ở Anh. Cho tới nay, các trường hợp này được phát hiện chủ yếu tại châu Âu và Mỹ. Riêng tại Anh đã ghi nhận 110 trường hợp, mới đây phát hiện thêm ở Đông Nam Á. Trong đó, Indonesia đã ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhi tử vong nghi ngờ do bệnh viêm gan cấp tính. Các bệnh nhân thường có triệu chứng như nôn, tiêu chảy, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Một giả thuyết cho rằng sự kết hợp giữa virus Adeno và SARS-CoV-2 có thể là nguyên nhân gây ra các ca bệnh viêm gan. Trong bối cảnh các cuộc điều tra và nghiên cứu về bệnh viêm gan bí ẩn đang được tiến hành, các chuyên gia khuyến cáo việc đảm bảo vệ sinh cá nhân là hết sức cần thiết để giảm nguy cơ mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có viêm gan cấp tính. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hai biến thể phụ của Omicron đang làm gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Nam Phi, qua đó một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm để theo dõi sự lây lan và biến đổi của virus SARS-CoV-2. Trong báo cáo dịch tễ học mới nhất của WHO, cơ quan này cho biết BA.4 và BA.5 đã có một số biến đổi bổ sung có thể ảnh hưởng đến đặc tính của hai biến thể này. Tuy còn quá sớm để xác định hai biến thể phụ này có thể khiến dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng hơn các biến thể phụ khác của Omicron hay không. WHO nhấn mạnh các dữ liệu giai đoạn đầu cho thấy việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 vẫn là liệu pháp bảo vệ hiệu quả con người khỏi nguy cơ tử vong và trở nặng khi mắc bệnh. Nam Phi hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu Phi với gần 3,8 triệu ca mắc và hơn 100.000 ca tử vong. Ở mức độ toàn cầu, số ca tử vong do COVID-19 được WHO chính thức ghi nhận là hơn 6,2 triệu ca, song con số thực tế được cho là cao hơn. Hiện số ca nhiễm mới và số bệnh nhân không qua khỏi ghi nhận hàng ngày trên toàn thế giới đã liên tục giảm và đã xuống con số thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Tại Ấn Độ, nhiều gia đình bắt buộc phải chuyển trường cho con từ hệ thống trường tư thục sang hệ thống giáo dục công lập. Đây được coi là sự đảo ngược của một xu hướng đã tồn tại ở Ấn Độ trong hai thập kỷ qua, khi nhiều gia đình lựa chọn giáo dục tư nhân nhằm mang lại cho con cái lợi thế trong thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh. Cách đây khoảng 2 năm, khi dịch COVID-19 bắt đầu, anh Waka Khan đã nhận thấy thu nhập của mình bắt đầu giảm và hiện chỉ còn bằng khoảng 1/5 so với trước đây, trong khi đó tiền học phí của con trai anh đã tăng lên 10% trong năm nay. Chúng tôi đã trả một phần học phí cho nhà trường khi các lớp học online bắt đầu, nhưng khi chúng tôi không thể đóng học phí và chỉ còn khoảng 1 đến 2 tháng thì nhà trường cấm con tôi học trực tuyến và tham gia kỳ thi cuối kỳ. Chi phí giáo dục bao gồm phương tiện đi lại, thực phẩm và quần áo đã tăng gần 25%, trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình Ấn Độ. Theo ước tính của chính phủ Ấn Độ, vào năm 2021, khoảng 4 triệu trẻ em nước này đã chuyển từ trường tư thục sang hệ thống trường công, chiếm hơn 4% trong tổng số khoảng 90 triệu trẻ em ở các trường tư thục. Dù đồng cảm với những phụ huynh không còn đủ khả năng chi trả học phí, nhưng phía nhà trường cho biết họ cũng phải đối mặt với chi phí tăng cao. Về phía nhà trường, nếu không tăng học phí thì chúng tôi sẽ trả lương cho giáo viên như thế nào? Hàng năm chúng tôi phải trả thêm khoản trợ cấp điều chỉnh phí sinh hoạt và gia tăng nữa. Và để duy trì chất lượng giáo dục ở các trường tư thục, rất khó để không tăng học phí mà vẫn duy trì chất lượng. Các chuyên gia cho biết, việc chi phí giáo dục tại các trường tư thục ở Ấn Độ trở nên đắt đỏ, trong khi một số trường phải trả các khoản lãi suất vay do xây dựng trường và cộng thêm các chi phí trả cho nhân viên nhà trường khi trở lại học trực tiếp. Do đó, chi phí giáo dục có xu hướng tăng là điều không thể tránh khỏi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.